Chào các bạn, hôm nay mình vào thảo cầm viên để review các loài động vật ở đây cho các bạn xem. Nhưng mà mình mới vào tới chuồng cọp, vừa dở máy lên quay thì anh cọp anh ị một phát là không quay được luôn. Rồi mình quay qua chuồng với vợ chồng ông Rười ơi. Thì ông bà Rười ơi ôm nhau không chịu ra tiếp khách, giấu cái mặt nên mình cũng không quay được. Mình lại chuồng voi thì anh voi ảnh đang tập thể dục, ảnh bước lên bước xuống ảnh không chịu đi. Qua chuồng cá sấu thì chỉ cá sấu chỉ mở miệng ra chỉ ngủ. Mình quay lại chuồng hươu cao cổ. Thịnh hưu câu cậu anh dở mông rồi nó ị cho một bãi nữa. Qua quay chuồng gấu thì gặp cái ông gấu sò mâu, ông ngồi cũng vừa cọp cũng gãi không. Một ngày thì view thất bại tại thảo cầm viên Sài Gòn. Hẹn ngày mai mình vào mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Làm uổng cái giá 60.000đ.